Chị ơi, đây là hai cây na Thái nhá. Cây rất đẹp, em chọn cho chị những cái cây mà hàng này là hàng ghép. Bầu đây, dễ ổn định đảm bảo. Phần bầu. Mắt ghép đây. Mắt tròn căng và hai nữa là nhiều cái tán ấy. Tán nhiều, cành nhiều. Đấy, em chọn chị hai cây. Hài lòng thì lần sau mua cây, mua hoa gì chị lại mua ủng hộ giúp em tiếp nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây na Thái ạ, quả rất là to. Hàng này là hàng ghép nên là nó có khả năng là có quả luôn nhá, khi đến các cái đợt mà có quả của nó, chứ không phải là giống như hàng hạt, nó sẽ nhanh có quả hơn hàng hạt ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây na Thái ạ, cây giống ạ, xin vui lòng alo ạ, 0977973535 ạ. Chiều cao của các cái cây này thì cao khoảng tầm 1 2 3 4 80 ạ, 80 cm ạ. Cảm ơn các bạn nhé. Ngoài ra thì nhà em còn có cả cái loại mà cũng là hàng ghép nhưng mà cây cao hơn, cao 1m6, thì các anh chị có thể nhìn ở góc trên bên phải màn hình là đường link đến cái video đấy ạ. Giới thiệu về cái hàng ghép mà cây cao to đấy ạ. Cảm ơn các anh chị ạ.